Màn hình điện tử gồm 8 chế độ tự động được cài đặt sẵn như thịt, gà, chả giò, cá, tôm, pizza, pudding, rau. 4 chế độ chỉnh tay gồm hấp thuần túy, chiên không dầu thuần túy, hấp kết hợp chiên không dầu và chức năng ghi nhớ. Những nút lệnh gồm bộ đôi nút điều hướng tăng giảm, nút play bắt đầu và pause dừng lại, nút vệ sinh bằng hơi nước và nút thoát nước. Để tiếp nước cho máy, nhẹ nhàng nhấc phần két nước lên, mở núm vặn và từ từ cho nước sạch dùng để hấp vào trong két. Đóng chặt núm vặn lại và đặt két nước lại vào trong máy. Rổ chiên có dung tích lớn 7 lít, phù hợp cho gia đình từ 4 đến 6 người. Bên trong lòng nồi là vỉ chiên đa năng, có thể tùy chỉnh độ cao. Thiết kế với chân đế thông minh, có thể mở ra khi sử dụng chế độ hấp và gập gọn lại khi sử dụng chế độ chiên không dầu. Sau khi đặt thức ăn vào nồi, đóng rổ chiên và thực hiện thao tác nấu trên bảng điện tử. Hơi nước sau khi nấu sẽ đọng lại ở khay chứa ở đáy nồi. Lưu ý đổ đi sau mỗi lần sử dụng. Sau khi kết nối với nguồn điện, nhấn phím bất kỳ hoặc kéo rổ chiên ra để khởi động máy. Nhấn nút điều hướng để di chuyển tới chế độ tự động mong muốn. Biểu tượng của chế độ được chọn sẽ sáng nhấp nháy. Sau đó nhấn nút play để bắt đầu nấu. Nhiệt độ và thời gian nấu sẽ được mặc định sẵn. Thịt heo mặc định hấp trong 10 phút và chiên không dầu ở 180 độ C 25 phút. Thịt gà mặc định hấp trong 10 phút và chiên không dầu ở 180 độ C 30 phút. Chả giò mặc định hấp trong 2 phút và chiên không dầu ở 180 độ C 10 phút. Móng cá mặc định hấp trong 25 phút và chiên không dầu ở 180 độ C 8 phút. Móng tôm mặc định hấp 5 phút, chiên không dầu 200 độ C 10 phút. Pizza mặc định hấp 5 phút, chiên không dầu 180 độ C 8 phút. Pudding mặc định hấp 12 phút, chiên không dầu 200 độ C 3 phút. Cải thìa mặc định hấp 7 phút. Chế độ hấp dùng hơi nước ở nhiệt độ cao để làm chín thực phẩm. Để sử dụng chức năng hấp, đầu tiên cần tiếp nước vào két. Lưu ý vặn chặt núm và lắp nhẹ nhàng vào máy để tránh rò rỉ. Mở cao chân vỉ chiên khi sử dụng chế độ hấp và đặt nguyên liệu lên trên. Nhấn nút điều hướng để lựa chọn chế độ hấp, rồi nhấn nút play, bắt đầu để xác nhận thao tác. Với chế độ hấp, hệ thống mặc định nhiệt độ 100 độ C và chỉ cần cài đặt thời gian hấp. Lưu ý, hạn chế mở nồi trong quá trình hấp để tránh thất thoát nhiệt và hơi nước. Thức ăn được hấp chín đều, mềm mại, mọng nước và giữ được trọn vẹn hương vị bên trong. Để sử dụng chế độ chiên không dầu, gập gọn chân vỉ chiên lại, rồi đặt thực phẩm đã chuẩn bị lên vỉ chiên. Nhấn nút điều hướng để lựa chọn chế độ chiên không dầu, rồi nhấn nút play, bắt đầu để xác nhận thao tác. Tiếp tục dùng hai phím điều hướng để cài đặt nhiệt độ và thời gian nấu mong muốn. Sau đó nhấn nút play để bắt đầu nấu. Nhanh chóng, thức ăn sẽ chín vàng giòn và hương vị thơm ngon và lượng chất béo được giảm đáng kể. Thực phẩm sẽ được nấu chín bằng cách kết hợp hấp hơi nước và chiên không dầu ở nhiệt độ cao. Đặt nguyên liệu nấu vào máy. Nhấn nút điều hướng để lựa chọn chế độ kết hợp hấp chiên không dầu, rồi nhấn play để xác nhận thao tác. Nếu biểu tượng hấp sáng nhấp nháy, dùng nút điều hướng để chỉnh thời gian hấp, rồi nhấn play để xác nhận. Khi biểu tượng chiên không dầu sáng nhấp nháy, dùng nút điều hướng để chỉnh nhiệt độ, rồi nhấn play để xác nhận. Chỉnh tiếp thời gian, rồi nhấn play để bắt đầu. Hệ thống sẽ mặc định thực hiện theo trình tự hấp trước, rồi đến chiên không dầu. Thức ăn vừa giòn bên ngoài, vừa mềm ẩm, mọng nước bên trong. Chức năng ghi nhớ cho phép sử dụng lại các thông số cài đặt của lần nấu ăn gần nhất, giúp tiết kiệm thời gian thao tác trên máy. Nhấn nút điều hướng để chọn chế độ ghi nhớ, rồi nhấn nút play để bắt đầu nấu. Thông số cài đặt của lần nấu ăn gần nhất sẽ được hiển thị trên màn hình điện tử, giúp nấu ăn thật ngon, dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Thank you.
khi sử dụng chức năng hấp, nước sẽ còn đọng lại ở xung quanh khi tháo két nước ra. Nhấn nút thoát nước để tháo nước xuống giỏ chiên. Trong quá trình này, đèn trạng thái nút thoát nước sẽ sáng nhấp nháy. Khi tháo nước xong, máy sẽ phát một âm thanh dài báo hiệu, kéo rổ chiên ra và đổ bỏ nước thừa. Chức năng tự làm sạch bằng hơi nước, làm sạch máy thông qua tác động của hơi nước ở nhiệt độ cao. Nhấn chọn nút chế độ tự làm sạch bằng hơi nước để bắt đầu quá trình làm sạch. Lúc này, màn hình sẽ sáng nhấp nháy, báo hiệu máy đang hoạt động. Hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi quá trình tự vệ sinh kết thúc. Sau khi việc làm sạch kết thúc, dùng vải hay dẻ khô để lau hết phần nước còn đọng lại, giúp vệ sinh dễ dàng những vết bẩn, mảng thức ăn cháy, kể cả những vị trí khó lau chùi nhất.